phước duyên, sớm bước lên con thuyền bát nhã. Chào cô Phượng, chào cô Yến, chào Thịnh Tiền, chào Nguyễn Thọ. Mời quý vị đón xem, đón nghe và chia sẻ tiếp tục Cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu để cộng phần công đức gieo duyên cùng quý thiện hữu gần xa. Quý vị có duyên nghe qua bộ kinh này, xin bấm nút chia sẻ để huynh đệ mình cùng nhau nghe kinh. Lập công bồi đức, tiền căn giúp đời hậu thế, lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tiền giao chủ, Tây Bá Hầu chẳng hội bái chào. Ý mình con mẹ thiên cao. Chào cô Lệ Thu, chào Ngọc Bích. Chế ngài giải thú chẳng vào lễ nghi, tội vô lễ ngài liền quán giận. Trốn mẹ hiền xuống tận coi đời, ngộ ma qua phép dậy thời nhập tâm con. Kẻ mê đời tạo gây cho linh ni tử đắm sai màu tột, để thỏa lòng giận tức Bá Hầu. Cũng là phạm luật thiên cao, cho nên ở mãi trần lao hại đời. Chiếu kỳ ba luật trời mơ hồi, lập đạo màu cũ rồi tính căn. Thoát nơi nghiệp quả hồng trần, được về bốn ức nguyên nhân phục chầu. Chào Kim Định, chào Phương Lê, chào cô Tám Kiếp Tường, chào Nguyễn Thâm. Nay đến hội hoàng cầu soi chuyển, đại phong thần lửa tiến linh y căn. Chọn con hiền đức nghĩa nhân, rõ kỳ ngũ dục trong thân diệt trừ. Mới thoát khỏi cuộc đời mê muội, lo tu hành chuộc tội cánh xưa. Lòng qua tam giáo lòng lừa, truyền cơ thánh đức đại thừa quy căn. Các con cá tinh thần giác ngộ, luyện tâm hồn tự độ suy mê. Dân lời của mẹ từ bi, giữ tâm trung yêu lễ nghi cho tròn. Chào Thảo Thu. Lập công quả mốt bòn đức hầm, dòng công phu sửa tánh diệu hiền. Công trình gắn chí cần chuyên, tam công trọn vẹn thành tiên tại trần. Đạo chân lý quân thần trọng đại, cá phục hồi quán cải tâm linh. Ơn cha nghĩa mẹ thâm tình, ơn thầy nghĩa chúa hy sinh cho tròn. Tố thực hiện bảo toàn chân lý, trong hầm cũng chỉ hoài công, giang sơn gấm dòng non sông, phải đâu riêng thượng để mong lời huyền. Phật đâu để người hiền mắt đọa, kẻ ác hung dương quả chẳng sai. Dù cho mù kê sắp bài, cũng không qua khỏi được cái luật trời. Nếu không sớm kịp giờ tỉnh ngộ, để đến ngày thiên số định phân. Xa cần bỏ lại còn chi hồn linh, ngơ ngẩn sầu bi đọa đài. Chào Cảnh Loan, chào Hiển Nhâm. Mẹ nói trước con ai liệu lấy, rồi sau này khỏi phải trách phiền. Cuộc trần lắm mê nỗi đảo điên, không nghe lời mẹ chỉ truyền đỏ xa. Cơ thượng phả kỳ ba đã rõ, luật thiên đều chẳng có hủy tư. Dù con lầm xứ mạng trời mà làm trái luật, cũng thời bị răng. Hoặc các bậc tăng đi học đạo, hãy quy quyền gây tạo cõi trần. Cũng đều bị luật trị răn, tùy theo nghiệp tội sự phân công bình. Luật tuyên quá vô hình đào thải, chớ bị đời ngu dại hững hờ. Bây giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi quả tới có thời cô quy. Đời mê muội biết gì còn mất, sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Biết tri thời dần mới khôn, tình nghi để chết chưa chôn chờ giờ. Mẹ tỏ hết bao lời châu ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xa chi, sợ lòng chẳng trọn những gì ân sâu. Khắp thế giới quảng cầu dẫn chuyển, mái càng khốn linh hiển cơ quan. Thất sơn bảy báo lậu vàng là cơ lập, hỏi minh hoàng sử văn. Đến ngày đó linh căn thề tổ, nghe vang truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu danh sĩ nước ngoài Thái đều chầu phục trước ngay bề rồng. Có tam giáo công đồng phân xử, công quả tròn được giữ kim giai. Bằng gây tội lỗi đọa đài, vào nơi ngục thất khổ thai sát hồn. Con ơi sự mất còn thành bại, cũng do lòng khôn dại mà ra. Căn tiên đừng để làm ma uổng công, mẹ tạo sanh đi ra chân thần, chào bọt biển phạm dân lan trinh. Mái âm chương soi dần chuyển qua, lừa lọc căn nghiệp quả tinh vi. Ai thương bằng mẹ Diêu Trì lo con mọi sự, kể gì khổ lao tự tạo quá thiên cao trời đất. Sanh muôn loài gian vật hữu hình, có nay Phật Mẫu truyền kinh cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bác nghi mẫu kinh luân nghi pháp bao hạt túi vàng nâng chân đạo linh hồn. Cho con giữ lấy bảo toàn từ đời thượng cổ vuông tròn đức ân. Nay đến lượt xoay dần mạt kiếp, đời hạ quên tạo nghiệp dày đầy là kỳ tiên quá đổi thay. Lập đời thanh y đức y thượng quân thanh bình. Chào thầy Bãi, chào Quốc Trí. Nên lắm cuộc chiến trình khói lửa, để xây sàn gọi lửa Tây Trần. Tam kỳ mở hội long dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi. Thầy chào Đô La Dương. Sự báo ứng cơ trời đã lộ, các con cần giác ngộ rõ thông. Để khi lập hội công đồng tội tịch, gây tạo khó mong sông còn. Dẫu sông y tháng cho tròn nhân nghĩa, chớ đêm lòng mãi mỉa phụ dông. Tình thương của mẹ đại đồng, quá xanh vàng ức thành hồng linh căn. Chuyện khắp cả hồng trần thế giới, ngày định kỳ sắp tới con ơi. Ráng tu cho kịp ngày giờ rèn lòng sửa tánh, nhớ lời mẫu khuyên. Đừng mê mũi mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào biết xót thương, mù mô độ kế gạt lường chúng sanh. Nơi sơn thất sẵn dặn châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng. Thanh bằng đừng tội gánh công, ngày sau trọn đạo vì lòng thượng thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tọt, làm tay sai cho bọn quỷ ma. Tạo gây ác nghiệp gian tà uổng, cho một kiếp sanh ra làm người. Lòng giả thu đổi dời tâm tâm, bất tịnh khi Phật thánh thần tiên. Tội mang kiếp đọa quỳnh tiền, muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân. Con của mẹ tiệt căn giác ngộ, thì phải cần hiểu rõ đọa siêu. Đừng nên loạn trí làm liều, đời này ma quỷ rất nhiều nghe con. Chào Vương Nguyễn. Chúng ảnh hiện tam hồn dục mãi, suối làm điều thờ dại ngu si. Chẳng cần tội lỗi vậy, thầy con không định tâm khó trì ngủ ma. Nó nhập phá làm xa căn tiếp ma, để linh hồn mang nghiệp muôn đời. Khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đỏ khó thời tĩnh tâm. Kỳ mạc kiếp mẫu tập linh đi tử, trao cầm nang con giữ phụng hàm. Đừng vì quyền lợi đấu tranh để làm mất ca tâm hạnh lành cao thâm. Quý Phật tử đang nghe trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn của núi Vinh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đạo tràng chùa Minh Duyên xin trân trọng giới thiệu Cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu, là người tôn kính mẹ, là người con của mẹ. Bất cứ chương linh tử nào cũng quyết lòng nghe được lời thâm tình của Hoàng Mẫu. Và đây là cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu, xin gửi đến toàn thể quý linh tử, Phật tử như món quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Thầy chào Tiền Nguyễn. Mong là quý vị có duyên xem qua và nghe được bộ kinh Cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu. Xin quý vị nhấn lên like, chia sẻ của trang Facebook của mình để cho quý huynh đệ, Phật tử, bà con gần xa được nhiều người cùng nghe, để chúng ta trọn Phật không đứt. Giữ đức độ đạo tâm vững chắc, chớ để cho chúng dắt theo đời. Lạc lầm khổ lắm con ơi, chịu nhiều quả báo luật trời hành thân. Lập ý chí tinh thần dụng mạnh, đạo không phân chấp cầm ngoại biên. Tùy thân hành sự trần miệt, nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Ơn thầy tổ con ghi tất giả, sự mạnh trai tỳ quả tiếp căn. Cảnh hành trên đạo tinh thần, mới là quý báo muôn phần ngày sau. Xin chào nghệ nhân Ngọc Thiên Di, chào Thái Thảo. Cảm ơn cô Hương Nguyễn rất là nhiều. Nhưng mà theo thầy có ý định là đức tượng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình bằng xi măng. Quý cô nhũ vàng một cái số tiền rất là lớn. Thầy thấy chúng ta nên suy nghĩ lại, tại vì tốn kém của quý Phật tử rất nhiều. Dạ, thầy xin đổi ý, mình không đắp y tượng nữa, tại vì tượng Phật cũng còn mới. Với hai nữa là bức tượng của thầy là tượng xi măng, cho nên khi quý vị nhũ vàng thật vào nó rất là tốn kém, rất nhiều. Cho nên xin cô Hương Nguyễn quan hỷ cho thầy, để từ từ mình có một cái một cái Phật sự nào khác tốt hơn mình làm cho nó trọn vẹn hơn. Hương Nguyễn nha, kinh tế mọi người đang khó khăn, Phật tử đang rất là khó khăn. Thầy Huệ Nhẫn đang tập trung vào cái đại lễ Du Lan cúng vào ngày 18 và 19 tháng 7 âm lịch. Năm nay thì kinh tế khó khăn của quý Phật tử rất là khó khăn, cho nên thì thầy không dám làm việc quý Phật tử nhiều. Thôi thì tùy duyên cả, ai có gì thì đóng góp đó, ai có khả năng bao nhiêu thì đóng góp bao nhiêu, không có thì thôi. Cho nên chúng ta làm tất cả trong cái sự thành kính của mình. Chào Tinh Trần, chào Tâm Trương. Xin mời quý vị nghe tiếp cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu. Xin quý vị chia sẻ trên trang cá nhân của mình để mọi người cùng nghe. Pha chấp bê ngã buông màu sắc tương, chọn tâm lòng định hướng chân thành, hành trong tư tưởng thiện lành, cạo đầu để tóc căng thành sự chi, kha thấu triệt vô vi nguồn cội, pha chấp không chấp đi có nơi lòng, một bầu vô cực hư không, âm dương phối hợp thành thống diệu quyền, đắc kỳ bộ pháp chân truyền Phật Mẫu, chiếu linh quang soi dấu kiếp căn, đoạn trừ nghiệp chướng hỏng trần, siêu phàm nhập thánh phi thánh chân hồn, cá con cá bảo hồn căn dậy, mang kỳ thi đạo lý cao nhồi, Phật tiên đâu rảnh con ơi, còn lo độ thế khắp nơi khổ sầu, con nào rõ nhịp màu tiên quá, cần chung lo đạo cả mẫu hiền, đắp xây phổ quá khai truyền, nên công quả vị mẹ hiền thượng ban, dẫu thử thách gian nan chớ nể, giữ một lòng chớ để nhạt phai, đạo màu phải gặp đấng cài mới là biết được lòng ai trung thành, cố lập chí thực hành tâm đạo, thì rõ không tam giáo diệu quyền, đừng nên mượn đạo Phật tiên để tạo danh lợi tư riêng tội tình, thì mang kiếp thiên đình ân xa, là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban, chuyện cơ phổ độ trần hoàng cũng là định y luật xây sàng hạ quân, đời giới đạo bịa còn xoay chuyện, mong con trần thể hiện đạo nhân, cho tình con mẹ vuông tròn lập cơ, thánh đức bảo toàn mạng căn, ngày đại hội lòng dân có mặt, mới nhân hiện sự thật căn tiên, đem chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đảo điên tinh thần, chạy theo đời quỷ ma cuồng loạn, ở ăn thời bất kể kỹ kiếp trần ai đâu dễ, luật thiên đình đâu để lăn loạn. Kỵ phường không nghi đạo dọc ngang, trước sau cũng nghĩ rõ lớp màng này đây. Dù ẩn khi tâm đầy thâm độc, cậy lợi quyền tâm thọc hại nhau. Có trên bắc đi đảo nam tàu, xét soi thấu kiệt trước sau lòng người. Sẽ tùy nghiệp luật trời bao ân, kiến nghiệp đài xây dựng trần gian. Rõ thông mọi sự hành tàn, trong tâm mi tội phước hai đàn phân minh. Con sẽ thấy hổ hận vì tận mắt, mười hàng tường tiên Phật diệu quyền. Khó mong thoát khỏi lực tiên, con thành tinh tưởng lời truyền mẹ ban. Rèn trí huệ đạo vàng tiên bước, đừng để đời đến đi nước tới trơm. Có giò học cắn mất hồn, xác thân như thể sống dồn ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời khánh kiếp, vì tạo gây tội nghiệp dây đầy. Mẹ nào có bỏ gái trai, tại con cái luật làm sai chớ phiền. Cuộc biến thiên trận miền náo động, mái quyền chi mở rộng năm châu. Mình đi dương ngự chốn nam lầu, xử người bội nghĩa gieo sầu tóc tan. Xin chào mọi người. Chào Sông Dê. Dạ, một lần nữa thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn, xin được trân trọng kính mời quý nam nữ Phật tử, cô bác gần xa, những người yêu mến Minh Duyên Huệ Nhẫn vào ngày 18 và 19 tháng 7 âm lịch, nhằm ngày 2 Tây và 3 Tây tháng 9 năm 2023. Chính chúc thời gian quý báu về chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn ở núi Vinh, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ở núi Vinh, Bồng Lai, Tiên Cảnh, để tham dự đại lễ tự tứ Dân Y Ca Sa mừng khánh phế chư tôn thiền đức thêm một tuổi đạo. Đây cũng là dịp cho quý nam nữ Phật tử tỏ lòng hiếu kính, công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Đặc biệt với buổi lễ hôm nay, có pháp hội đăng đàn chuẩn tế được Ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đăng đàn chuẩn tế để cầu siêu độ cho hương linh của quyền thất tổ bách gia trăm họ. Những vị hương linh dòng linh thai nhi xúc xảo sản nạn, những vị hương linh khi mất còn trong bụng mẹ, và những dòng linh khi mất chưa tròn 12 tuổi, ấy là những hương linh dòng linh đáng thương cần cầu siêu độ. Với pháp hội đàn tràng chuẩn tế cắt kết giải quan siêu độ cho các hương linh đó. Cảm ơn tấm lòng của quý Phật tử đã tin tưởng nhiều năm qua, đã gửi danh sách cầu an cầu siêu về với pháp hội. Năm nay cũng vậy, đạo tràng chùa Minh Duyên cũng sẽ tiếp nhận các danh sách cầu an cầu siêu của quý vị, nhất là những vị hương linh, dòng linh, thai nhi, trẻ em và ông bà cũng như những vị hương linh vong linh mất trong đại dịch Covid-19 năm nay là tròn giáp năm. Quý vị cũng sẽ được siêu độ tại Pháp hội Đạt Chuẩn Tế ngày 18 tháng 7 âm lịch năm Quý Mẹo và ngày 19 tháng 7 năm nay đạo tràng chùa Minh Duyên dự kiến sẽ danh nghi ca sa là 100 vị, nhưng đây là dự kiến của đạo tràng tùy theo khả năng. Nếu như quý Phật tử có phát tâm ủng hộ đủ 100 vị thì Huệ Nhẫn sẽ làm lễ danh nghi ca sa. Đức Phật dạy rằng ngày rằm tháng 7 mỗi năm vì lòng hiếu thảo thâm ân phải đền, lễ cứu tế chí thành sắp đặt ngọ cúng dường chư Phật chư Tăng, ấy là báo đáp thù ân sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu. Nên là đệ tử Phật vào mùa xá tội vong nhân, ngày trăng tròn của tháng 7 19 tháng 7 hàng năm tại đạo tràng chùa Minh Duyên tổ chức lễ dân nghi ca sa mừng cánh tế chư tôn đức thêm một buổi đạo. Lòng vào đó là một có chương trình hết sức ý nghĩa, đó là Huệ Nhẫn sẽ hiệp cùng chư tôn đức và đặc biệt quý Phật tử về tham dự. Chúng ta sẽ cùng nhau đăng lâm nơi đại hùng vũ điện của chùa Minh Duyên để tụng một thời kinh Du Lan ấm áp cầu nguyện. Sau đó chúng ta sẽ làm lễ cài hoa hồng. Cài hoa hồng đặc biệt của Phật giáo Việt Nam mà không có nước nào có được, đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh ngày xưa đã dạy ra các phương pháp để chúng ta tưởng nhớ công ơn sinh thành trong mùa Du Lan báo hiếu. Nếu như chúng ta còn cha mẹ đầy đủ thì chúng ta sẽ hãnh diện cài trên ngực áo mình một chiếc hoa hồng đỏ thắm như dòng máu đỏ của cha mẹ. Nếu trong cha mẹ mà có một người mất thì chúng ta cũng cài một đóa hoa hồng tươi thắm, nhưng đóa hoa hồng ấy màu hồng phấn, có nghĩa là màu máu đỏ đã lợt lạc hết một nửa, cho nên nó sẽ là hoa hồng phấn. Và nếu như chúng ta bất hạnh mất hết cha mẹ thì trên ngực áo chúng ta sẽ cài một đóa hoa hồng tươi thắm nhưng là màu trắng tinh khôi, màu trắng sự ấm áp của tình thương mẫu tử, màu trắng tinh khôi của một người mẹ cả một đời tần tảo để nuôi dạy chúng ta nên người. Cho nên ngày 19 tháng 7 âm lịch hàng năm rất là trân trọng quý báu với đạo tràng chùa Minh Duyên. Khi được sự phát tâm trợ duyên của quý nam nữ Phật tử, bà con cô bác dành những thời gian quý báu trở về chùa Minh Duyên. Dù ngôi chùa Minh Duyên nhỏ bé chặt hẹp, nếu như cô bác Phật tử mình không chê thì cứ về ngày 18, 19 và trong tối 18 chúng ta sẽ chọn những cái chỗ nghỉ mặc dù không được sang trọng nhưng cũng ấm áp tình thầy trò để chúng ta đàm đạo, học thêm giáo lý Phật Pháp. Và đặc biệt chúng ta sẽ thưởng thức những trích đoạn cải lương hoặc những buổi hội yến rất là ý nghĩa. Nếu như đoàn cô Hương Nguyễn không chê thì mời cô ở lại đêm 18 và dự lễ ngày 19. Chùa Minh Duyên thì mỗi năm sức chứa trên dưới 2.000 người vẫn được, mặc dù không có chỗ ở được chu đáo, nhưng mà hôm nay chúng ta gạt bỏ mọi công việc tư riêng để về chùa thì dù cho nằm đất, nằm gạch hay là ngủ ngồi nhưng mà chúng ta sẽ ấm áp tình đạo vị. Rất mong cô Hương Nguyễn cũng về với bà con, bao nhiêu cũng được, đông nó càng vui. Hy vọng rằng cô bác bà con của mình. Và một cái điều tâm đắc nhất mà mỗi năm Huệ Nhẫn luôn luôn trong đợi, đó là quý Phật tử nên phát tâm làm từ thiện. Năm nay Huệ Nhẫn phát tâm phát 500 phần quà cho bà con nghèo. Một phần quà gồm 10 kg gạo và một thùng mì trị giá 250.000. Nếu như quý Phật tử mà thương Huệ Nhẫn, làm những việc thiết thực nhất là quý vị ủng hộ gạo mì để Huệ Nhẫn cùng quý vị làm từ thiện. Làm từ thiện chẳng những ở nơi chùa Minh Duyên mà các tỉnh của các phân hội. Huệ Nhẫn muốn đi đến 5 tỉnh thành mỗi chỗ 100 phần quà của các phân hội của chùa Minh Duyên. Cho nên nếu mà quý vị thương yêu Huệ Nhẫn á, thì chúng ta nhịn ăn bớt mặt để góp gạo mì để làm từ thiện, đó là cái nguyện lớn nhất. Mỗi năm thì chùa Minh Duyên danh y cúng dường trên 200 vị tăng ni. Nhưng nói thật, quý Phật tử, năm nay Huệ Nhẫn chỉ ước nguyện là 50 vị thôi. Nhưng mà tiếng lành đồn xa, quý chư tôn đức tăng ni thương chùa Minh Duyên mình, cho nên dù mình có chuẩn bị cúng 50 vị thì mọi người vẫn đi 100 vị. Cho nên thôi chúng ta cứ chuẩn bị là 100 vị. Nhưng Huệ Nhẫn muốn dành cái sự cúng dường của như mọi năm đó, năm nay chúng ta không có mời tăng ni nhiều, mà chúng ta mua gạo, mua mì thật nhiều để san sẻ tình thương, sự yêu thương của quý vị dành cho những gia đình, những người khó khăn hơn chúng ta, giúp cho bà con chúng ta có một cuộc sống an yên hơn và có niềm tin với Phật Pháp nhiều hơn. Nhất là chúng ta là người con của mẹ. Cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu xin gửi đến hết cho toàn thể quý thiện nam tín nữ, linh tử, Phật tử gần xa như món quà làm kim chỉ nam. Và quý vị hiểu thêm về Phật Pháp, hiểu thêm về Phật Pháp thì chúng ta nên cố gắng hành trì và tu hành theo Phật Pháp. Muốn tu hành và hành trì theo Phật Pháp để trở về với Phật Pháp thì chúng ta phải nghe lời mẹ, nghe lời các đấng thiên liêng và lời mẹ dạy. Tình thương yêu phải trang trải hết mọi người, mở tấm lòng nhân của mình ra để giúp cho những người khác khó hơn mình. Đó là đền đáp công ơn của mẹ. Mẹ hy vọng rằng không những chúng ta được trở về cõi an lành, mà chúng ta phải cùng nhau nắm chặt tay nhau, dắt dìu huynh đệ đồng chung trở lại quê xưa chốn cũ. Đó là cẩm nang thơ cũng như là điều tâm huyết nhất mà mẹ muốn là con của mẹ phải cố gắng làm những điều mẹ dạy. Những cái lời mẹ dạy chúng ta nên khắc ghi và làm tròn sứ mệnh của người con mẹ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ trở thành những đứa con ngoan, những người trò giỏi. Và một điều cuối cùng nữa là Huệ Nhẫn rất mong, rất đợi, rất trông, rất chờ mọi người nhín hết công việc tư riêng của mình về chùa Minh Duyên ngày 18 và 19 tháng 7 âm lịch, nhằm ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 và 3 tháng 9 năm 2023, để chúng ta cùng nhau nắm chặt tay nhau lo chu toàn đại lễ Du Lan báo hiếu năm 2023. Và chúng ta có thời gian để huynh đệ thầy trò chia sẻ thêm nhiều điều về Phật Pháp, và quý vị cũng hiểu thêm về Huệ Nhẫn trong bước đường tu học của mình. Và hy vọng rằng lời phát nguyện 500 phần quà của Huệ Nhẫn sẽ sớm thành hiện thực. Nếu quý vị làm được điều đó, Huệ Nhẫn chấp nhận đánh đổi hết tất cả và cầu nguyện cho quý vị luôn có một cuộc sống an bình và vạn sự an lành. Huệ Nhẫn xin hứa với toàn thể mọi người, còn phút giây nào trên cõi đời này, xin sẽ cố gắng phát huy, phát tâm, phát đại vọng mạnh và phát lời nguyện lớn, cùng theo Phật, cùng theo mẹ, cùng theo huynh đệ chị em, cùng với chúng linh tử, linh căn con mẹ, tu hành tinh tấn để trở về quê xưa chốn cũ. Và nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để chúng ta hoàn thành sứ mạng và nhiệm vụ thiêng liêng của mẹ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và mong rằng mọi người ủng hộ cuốn kinh Cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu. Trong thời gian sắp tới, Huệ Nhẫn sẽ ấn tống đến cho mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ cổ vũ, và mỗi đêm mặc dù vô trong cái mùa Vu Lan này, ngày nào Huệ Nhẫn cũng bận rộn hết, hơi giọng cũng có, nhưng mà Huệ Nhẫn sẽ tranh thủ mỗi ngày đọc một đoạn cho mọi người cùng nghe để mọi người hiểu thêm Phật Pháp. Chào Võ Thị Thu Trang. Hy vọng là ai cũng nắm chừng Phật Pháp, ai cũng thương yêu, kính mến mẹ, ai cũng có tấm lòng rộng mở để dìu dắt huynh đệ. Trên thế gian này sẽ không còn người ghét nhau nữa, sẽ không còn những tâm hồn đố kỵ, hơn thua, tranh đấu, mà chúng ta sống trong sự hòa bình, yên ấm, vui vẻ, và chúng ta đồng tu, đồng học, đồng trở về quê xưa chốn cũ. Xin hẹn gặp lại quý Phật tử vào ngày 18, 19 tháng 7 âm lịch năm Quý Mẹo, nhằm ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 và 3 tháng 9 năm 2023. Và hơn nữa, Huệ Nhẫn ước mong rằng ngủ một đêm nay, ngày mai sẽ có đại thí chủ ủng hộ 5 tấn gạo và 500 thùng mì. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin gặp lại, hẹn gặp lại mọi người vào đêm mai nhé. Xin chào.